chú 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 qua 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 chú ơi qua chú ơi chú ơi à từ từ coi à ôi à ai à bố này trời làm cái gì vậy trời cô giỡn mặt cái sao hả trời cô có làm gì đâu mà giỡn mặt chú chứ gì bữa ra đây mày coi nhìn tao mày cười cười cái gì để đi dậu về quậy à con không có quậy cái gì hết tụi mày đi vô ra 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 ê đời tao ra con quậy cái gì hả ba mày làm cái gì vậy con không có làm cái gì hết ba ba ơi ba ba ơi ba không ổn rồi ba ơi không ổn rồi nhà mình có trộm nhà mình có trộm ba trộm nó vô nó lục tan nát cái bếp hết trời ơi mà ngộ một cái á là nó ăn đồ ăn xong nó quăng ăn trộm chết đói mày đổ hết chưa dạ mà con trộm đó là mày ủa sao là con ba tao đã nói với mày rồi không bao giờ được nhậu nhẹt cứ nhậu nhẹt xong không kiểm soát được mình làm những điều sang bậy đêm qua mày quậy phá tao phải ngủ với mày suốt một đêm rồi sáng mới thoát ra được ba bình tĩnh đi ba có lộn con với ai không chứ lộn à mày còn cái nữa hả mày ba không săn đáng ở nhà đâu đi ra khỏi nhà tao trời ơi ba phải nghe con giải thích đi dạ alo anh hả anh đang đâu vậy anh đang lang thang ngoài đường chứ ở đâu bây giờ anh tính sao bây giờ anh chờ khi nào mà ba nguôi giận thì anh về thôi chứ giờ biết sao giờ em nghĩ kỳ này ba không có nguội nhanh như vậy đâu ồ cái gì thấy ghê vậy em căng dữ lắm hả anh không biết anh làm gì đêm quá hả làm sao biết được nếu biết thì đâu có ngu gì làm mà sao anh làm cái gì mà không ai cản anh hết vậy quan có nhà đâu về tới nhà thấy nhà cửa tan hoang rồi trận chiến này bây giờ chắc chết anh thiệt rồi bây giờ sao giờ em có cách nào giúp anh không vậy thôi anh cứ ở đó đi chừng nào ba hết giận rồi em gọi anh về bây giờ em thấy mà ba vừa ngu giận là em xúc tiếng em gọi anh liền nghe chưa bây giờ anh quậy quá rồi bây giờ anh không biết sao luôn á rồi em nghe nói bữa nay anh có hẹn bạn nhậu nữa hay sao vậy anh tởn luôn rồi anh không dám đi nhậu nữa đâu mệt quá vậy nha biết rồi nhậu cái gì nhậu xe này ở đâu vậy Uber để mình nhậu xong về đỡ accident. Trời ơi. Lên. Thông cảm cho tôi đi, bữa nay tôi bận rồi bạn ơi, tôi không có đi được đâu bạn. Tôi nói ông nghe nè, ông phải nhớ nội quy ăn nhậu ông cũng biết rồi. Anh em mình mỗi lần ăn nhậu xong á phải có nội quy là bạn bè mà rủ tha thiết ăn nhậu thì phải lên xe. Đi. Bạn ơi. Ông cứ dậy không à? Thôi mà. Lên. Không. Lên xe. Ôi, để sai rồi. Ông lên chưa? Mình không. Bây giờ cho tôi đi ra cái có công chuyện. Đẩy vô. Đi bắt tay. Đi tay. Chơi cho đàng hoàng coi. Đó, nghe ông nói chưa? Súng nó đàng hoàng đi chưa? Ông giết cái thằng đâu? Giờ sao có nhường em không? Chơi mà nhường là sao? Thì có chuông cửa kìa, hai đứa ra mở coi. Nhà mở cửa thôi để con mở cho giúp trường cho Tông đi con dạ. từ từ nha đi tôi bảo vệ không cho đi chờ đội không ra mở cửa hai cái thằng chú qua chú ơi qua chú ơi chú ơi từ coi ôi á bố này trời làm cái gì vậy trời ơi giỡn mặt cái sao hả trời ơi cô có làm gì đâu mà giỡn mặt chú chứ gì cô ra đây mày coi nhìn tao mày cười cười cái gì để đi nhậu về quậy à con không có quậy cái gì hết tụi mày đi vô ra ê đời tao ra con quậy cái gì hả ba mày làm cái gì vậy con không có làm cái gì hết ba mày định quậy nữa hả phải hôm qua tao tưởng mày tu tỉnh rồi mày dẫn chứng nào tật đấy à con không có phải quậy tại vì tất cả mọi người coi thường con ba biết hôm nay nhậu bạn con nói con là thằng hèn một thằng nhục ba ba biết không uống không uống tại sao mày không uống
Trời ơi mấy bạn ơi, vì nhậu mà bây giờ gia đình tôi xào xáo, vì nhậu mà tôi về nhà ba tôi đuổi tôi đi, chửi tôi, mấy bạn không hiểu đâu. Là con trai trưởng ở trong nhà, là một thằng đàn ông lâu lâu mới đi nhậu một lần mà bị ba chửi đuổi ra ngoài, chứng tỏ nhân vật này là không có uy tín trong gia đình nè, đúng không? Tao dám chắc về nhà con nó cũng không sợ nữa. Tao nghĩ cũng vậy á. Dạ ba, dạ. Đồ thứ đàn ông nhục. Không phải là thứ đàn ông. Ủa ơi mày, cái gì? Quốc. Mày hay quá, mày làm cái tấm gương để cho con mày nó nói theo phải không? Nói cái gì? Trong nhà này ai cũng coi thường con hết. Con nói cho bà biết, kể từ ngày hôm nay trở đi, thằng Hạnh này không bao giờ để bị người ta coi thường nữa. Ngon không? Con là con trai trưởng trong nhà này, chứ không phải là thằng ở đợ. Mà ai muốn đuổi thì đuổi, đừng hòng đuổi được con. Ôi trời ơi. Ủa mẹ gì vậy mẹ? Về nhà liền, thằng Hạnh nó nhậu sai nó quậy nữa kìa. Lẹ lên. Dạ 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 dạ. Đi. Mở cửa. Trời ơi mở cửa cho tôi vô. Vợ ơi. Em ơi. Em mở cửa cho anh vô phải không?